Tô Lâm hãy bớt tham vọng quyền lực cho dân được nhờ. Công an Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là lực lượng thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ. Chưa đủ, họ còn yêu cầu lực lượng công an phải tuyệt đối trung thành với Đảng trên tinh thần, còn Đảng thì còn mình mới yên tâm. Nhưng dư luận xã hội gần đây nhận thấy tình trạng công an viên phạm pháp bị bắt giữ, bị truy tố và bị đưa ra xét xử liên tục với các tội danh như lừa đảo, trộm cướp, bắt cóc tống tiền đang gia tăng trở nên rất đáng báo động. Mới đây nhất, trên mạng xã hội đang nóng về vụ việc một thượng tá công an đã mua dâm trẻ vị thành niên. Theo dự đó thì vào ngày 4 tháng 11, truyền thông nhà nước đưa tin thượng tá Phạm Văn Hùng, phó khoa lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt vì mua dâm một bé gái dưới 15 tuổi. Một cựu phó khoa trường đại học bị bắt vì mua dâm người dưới 18 tuổi. Điều đáng chú ý là chỉ sau ít giờ đăng tin, hầu hết các bản tin với nội dung vừa kể trên lập tức bị gỡ bỏ hay đổi tiêu đề thành một cựu phó khoa trường đại học bị bắt vì mua dâm người dưới 18 tuổi. Và tên nhân vật đổi thành viết tắt gọi là ông H. Dư luận nhận xét hầu hết các vụ việc liên quan đến mại dâm, công an chỉ bắt và xử lý người bán dâm hay người môi giới mại dâm và thường bỏ qua người mua dâm. Câu hỏi đặt ra là tại sao một vụ thượng tá công an mua dâm lại bị đưa lên báo? Điều đó cho thấy có một sự bất bình thường. Trên mạng xã hội đã có các bài bình luận kèm theo các tài liệu điều tra từ cơ quan công an tiết lộ ra như sau. Thượng tá Phạm Văn Hùng nhờ môi giới mại dâm có một phụ nữ tên là Miều với giá 6,5 triệu đồng để mua dâm trẻ vị thành niên. Sau đó cô Miều dẫn bé gái tên là Thư 15 tuổi đến bán dâm cho ông Hùng cùng với một đồng nghiệp cũng là giảng viên của Đại học Cảnh sát tại một căn hộ chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình giao lưu thân mật, Hùng và đồng nghiệp đã phát hiện ra bé Thư bất tỉnh, không rõ lý do và báo cô Miêu đến để đưa đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi. Theo một nguồn tin cho biết, do bé Thư chơi ma túy bị sốc dẫn đến thiệt mạng nên Thượng tá Phạm Văn Hùng bị bắt tạm giam để điều tra. Theo cơ quan công an, khi lấy lời khai, Phạm Văn Hùng đã khai báo chưa thành khẩn, thiếu sự hợp tác. Thượng tá Phạm Văn Hùng, phó khoa lý luận chính trị Đại học Cảnh sát Nhân dân của Việt Nam. Vụ bắt giữ Thượng tá Phạm Văn Hùng diễn ra trong bối cảnh có hàng loạt các vụ bê bối liên quan đến giới chức công an tại nhiều địa phương được truyền thông nhà nước đưa tin. Chỉ trong một ngày mùng 2 tháng 11 đã có liên tục các vụ việc như sau diễn ra. Vụ việc thứ nhất là tờ báo Tiền Phong đưa tin bị cáo Nguyễn Xuân Dũng, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an thành phố Huế cùng vợ bị kết án tổng cộng 33 năm tù với cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tới 18,2 tỷ đồng của 12 người. Vụ án thứ hai theo tờ báo Dân Trí, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, 39 tuổi, cán bộ công an ở thành phố Hồ Chí Minh bị kết án tới 16 năm tù với cáo buộc làm giả các chứng từ để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 27 tháng 6, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản đối với ba cựu công an đi bắn dê của dân, gồm Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, đều là công an huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Nghiêm trọng hơn là vụ việc Thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ đội tham mưu Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vào ngày 14 tháng 8 đã bắt cóc một bé trai tại Hà Nội, đòi tiền chuộc đến tới 15 tỷ đồng với lý do đánh bạc thiếu nợ. Và tiếp theo còn rất nhiều những vụ án khác liên quan đến ngành công an trong thời gian vừa qua. Những điều kể trên để thấy rằng đạo đức, tư cách của cán bộ chiến sĩ công an đã trở lên mức rất đáng báo động, nghiêm trọng. Nhưng dư luận thấy rằng thời gian gần đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không lo giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự ở chức trách của mình, mà lại chỉ lo chen chân vào chức năng của những ngành khác để mà thâu tóm lợi ích và quyền lực cho mình. Có thể đằng sau đó là những nguồn lợi rất lớn đem lại cho ông. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Đơn cử vừa qua, Bộ Công an ra thông tư quy định quản lý theo mã định danh bảng số xe. Bây giờ lại đòi tiếp định danh bảng số nhà.
rồi tiến tới để Bộ Công an với tay quản lý toàn diện nhà nước và xã hội thay cho chính phủ hay sao? Với tình trạng hiện nay, những bê bối trong hàng ngũ công an đang gia tăng ở mọi lĩnh vực, mọi cấp bậc và nhiều theo cách thức thường là đầu trộm, đuôi cướp. Điều đó đã khiến cho người dân có quyền đặt câu hỏi, trong bộ máy thanh kiếm và lá chắn này có bao nhiêu kẻ tội phạm chưa bị lộ? Công luận nhận thấy rằng ông Tô Lâm hãy bớt tham vọng quyền lực để lo cho chức năng chính của Bộ Công an là bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cộng với việc giáo dục quân lính của ông đứng đắn tử tế cho nhân dân được nhờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm hãy bớt tham vọng quyền lực cho dân được nhờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Báo động tình trạng suy thoái đạo đức và lối sống của quan chức lãnh đạo tại Việt Nam. Luật cán bộ công chức của năm 2008 hiện hành quy định về đạo đức công chức khi thi hành công vụ đã ghi rõ. Cán bộ, công chức, viên chức không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi, không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa. Tờ báo Vietnamnet đưa tin vào ngày 3 tháng 11 với tiêu đề Kiểm điểm cán bộ địa chính đi nhậu, không xử lý hồ sơ cho dân. Tờ báo Vietnamnet cho biết một cán bộ ở địa chính ở xã Đắk Lắk, ông S đi ăn nhậu buổi trưa rồi vắng mặt trong giờ làm việc đang bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Đắk Lắk cán bộ địa chính thì đi nhậu, không xử lý hồ sơ cho dân. Được biết ông S tên thật là Siêng đã bị kiểm điểm do sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, vắng mặt trong giờ làm việc không có lý do chính đáng, không tiếp nhận hồ sơ khi người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Theo người dân địa phương phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không xử lý hồ sơ của người dân vì cán bộ địa chính xã này bận họp nghị quyết. Trước cửa phòng làm việc của người này, chiều ngày 11 tháng 10, người dân thấy có treo tấm bảng, chiều nay cán bộ họp nghị quyết công việc ngày mai tiếp nhận và giải quyết xin cảm ơn. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho biết, ông Siêng lại đi ăn nhậu tại nhà một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú và vị phó chủ tịch này cũng đã xin phép nghỉ làm việc một ngày. Rất nhiều người dân đã kiên nhẫn ngồi chờ ông Siêng họp xong trở về để giải quyết giấy tờ cho họ. Nhưng đến cuối giờ chiều, ngày làm việc hôm đó, vị cán bộ địa chính này vẫn bật tằm hời. Người dân cho rằng ông Siêng đã tính toán trước là sẽ nhậu xả láng đến sáng về sớm, nên đã làm sẵn tấm bảng treo trước cửa phòng làm việc để đối phó. Và đây không phải là lần đầu tiên ông Siêng dán bảng thông báo đi họp nghị quyết theo kiểu như vậy. Phòng một cửa của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú vắng hoe vì không có ai tiếp nhận hồ sơ cả. Tình trạng ăn cắp giờ làm việc của cán bộ, công chức, kể cả các lãnh đạo để làm việc riêng hoặc ăn nhậu đã trở thành điều phổ biến từ lâu ở hầu hết các cơ quan nhà nước. Thậm chí trong giờ làm việc, lãnh đạo các cơ quan nhà nước còn hồn nhiên rủ nhau đi nhậu bia ôm là chuyện rất bình thường. Nhưng đối chiếu với luật cán bộ công chức quy định 19 điều cấm với cán bộ đảng viên không được làm, thì những điều này hoàn toàn không bình thường. Mới đây, chuyện đại tá V, cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, cùng một ông anh ở trên bộ tham gia bữa nhậu phản cảm, gây xôn xao dư luận là một ví dụ. Trong clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy, ông nguyên giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, trưởng phòng tổ chức công an tỉnh, cùng một ông anh ở trên bộ, trong một bữa nhậu vui vẻ, có cả các cô gái tiếp viên phục vụ. Hình ảnh trong clip cho thấy, ông anh trên bộ đang ngồi sát cạnh một phụ nữ, thì đột nhiên ông hứng chí kéo cô gái sát lại, hôn thẳng vào miệng đầy cảm xúc. Còn ông giám đốc công an tỉnh Quảng Trị lúc này liên tục rút các tờ 500.000 đồng từ một cục tiền để trên bàn nhậu phát cho các cô gái đang đứng hát. Điều đáng nói, những cảnh sa đọa ấy đã trở thành bình thường trong xã hội nói chung
và trong giới lãnh đạo cũng như công chức ở Việt Nam hiện nay nói riêng. Trước đây nhiều năm, trong đại án tham nhũng đình đám xảy ra ở một tổng công ty 90-91, truyền thông nhà nước cho biết một vị lãnh đạo ở đơn vị này từng tổ chức những bữa tiệc sa đọa tới mức để một cô gái trẻ xinh đẹp khỏa thân ngồi trong một thùng thủy tinh lớn trong suốt, đổ đầy bia và các quan khách dự tiệc múc bia trong thùng để ra uống với nhau vui vẻ. Hình ảnh ông Anh trên bộ vui vẻ trong bữa nhậu của cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị cắt ra từ clip. Đó là những điều cấm mà ai cũng biết và trong các văn bản chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Câu hỏi tại sao sự suy thoái này diễn ra ngày càng sâu rộng để trở thành quá đỗi bình thường với những cán bộ, công chức, đảng viên tham nhũng? Phải chăng lý do như câu ca dao đã từng nói, người trên ở chẳng chính ngôi, khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hảo. Người trên ở chẳng được cao, khiến cho kẻ dưới nộn nhào lên trên. Điều đó cho thấy một thực trạng đáng báo động, tham nhũng và suy thoái lối sống, đạo đức của quan chức đã trở thành quá bình thường. Điều đó đã thể hiện một sự mục ruỗng, một sự bất bình thường, nhưng lại quá đỗi bình thường ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin báo động tình trạng suy thoái đạo đức và lối sống của quan chức lãnh đạo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de